Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel, mình là Ngọc Vi. Dạo gần đây thì điện thoại là máy tính bảng đang trở thành một xu hướng và rất nhiều hãng sản xuất đang chạy theo xu hướng này. Chúng ta có khá là nhiều lựa chọn. Thế nhưng mà trong phân khúc cao cấp thì chúng ta chỉ có vài lựa chọn thôi. Điển hình đó là chiếc Samsung Galaxy Note 5, siêu phẩm đầu bảng của Samsung, và chiếc iPhone 6 Plus, siêu phẩm mới nhất của nhà táo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đặt hai chiếc máy này lên bàn cân so sánh nhanh để xem đâu là chiếc điện thoại là máy tính bảng phù hợp nhất. Khoan bàn đến vấn đề fan cuồng của một hãng nào đó khi mua, mà hãy đặt lên bàn cân so sánh nhanh hai sản phẩm này để xem đâu là chiếc điện thoại là máy tính bảng nổi bật nhất, đáng tiền hơn nhé. Như thường lệ thì chúng ta hãy nói về nội thất bên ngoài trước đã. Trước tiên đó là về kích thước của hai chiếc máy này. Khi đặt cạnh nhau thì hầu như là không có nhiều sự khác biệt. Kích cỡ của hai chiếc máy này có thể nói là xem nhau. Dù vậy thì nhìn kỹ sẽ thấy iPhone 6 Plus dài hơn một xí so với Galaxy Note 5. Và cảm giác cầm iPhone 6 Plus cũng nặng tay hơn so với Galaxy Note 5. Mà đúng là nặng hơn thật, 6 Plus nặng đến 192g, trong khi đó thì Galaxy Note 5 chỉ có 171g mà thôi. Cái này thì hơi nghịch lý một chút, bởi vì sự thật là màn hình của em Note 5 thì nhỉnh hơn so với 6 Plus, thế mà 6 Plus lại to dài hơn. Cả hai chiếc máy này đều sở hữu một thiết kế sang trọng, trong khi Note 5 sở hữu hai mặt kính cùng khung kim loại, được xem là sự đột phá lớn so với người tiền nhiệm và gây hứng thú lớn cho người dùng, thì iPhone 6 Plus lại sở hữu thiết kế hoàn toàn là kim loại nguyên khối và chỉ khác tiền nhiệm của mình ở cái mặt lưng có thêm chữ S bé bé ở đây thôi. Bây giờ hãy xem mặt trước nào. Và đây chính là lý do làm cho chiếc Galaxy Note 5 có màn hình 5.7 inch nhưng mà kích thước lại có phần nhỏ hơn một xí so với chiếc iPhone 6 Plus có màn hình 5.5 inch. Đó chính là chiếc viền màn hình mỏng tang này đây. Ngay cả viền đen bên trong cũng mỏng hơn so với 6 Plus và tận dụng được tối đa không gian của mặt trước. Dù vậy thì thiết kế loa thoại vẫn tiếp tục là một điểm trừ của Galaxy Note 5, nhất là so với chiếc loa thoại của 6 Plus. Bây giờ thì hãy lật ra mặt sau nào. Cùng là vàng mà đã khác biệt rồi. 6 Plus thì vàng ánh đồng, còn Note 5 lại là vàng bạch kim. Cả hai đều có những nét đẹp riêng, mỗi người một vẻ. Nhưng mà mặt lưng kính của Note 5 dù rất sang trọng lại vướng phải một nhược điểm, đó là dễ bám dấu vân tay và vết bẩn. Còn mặt lưng kim loại của 6 Plus thì cầm mát lạnh. Thế nhưng mà chính vì là kim loại nguyên khối cho nên là phải đi kèm những cái giải nhựa màu trắng, và trên 6 Plus thì giải nhựa này hơi to, làm giảm đi sự tinh tế và sang trọng của chiếc máy. Thiết kế camera của cả hai máy đều lồi, thế nhưng mà với độ mỏng và chất lượng camera đi kèm thì đây là điều mà chúng ta buộc lòng phải chấp nhận. Dù vậy thì xét về mặt thẩm mỹ, chiếc camera nhỏ và có độ dày tương đối của 6 Plus sẽ có phần ít thô và đẹp mắt hơn so với Galaxy Note 5. Cảm giác cầm hai chiếc máy này đều rất là dễ chịu, không khó khăn bởi màn hình khủng của nó. Nhưng mà Galaxy Note 5 với mặt lưng bát cong nhẹ về hai phía thay vì chỉ bo tròn cạnh đã cho cảm giác cầm tay thoải mái hơn, ôm tay hơn và cảm giác nhìn cũng gọn gàng hơn so với iPhone 6 Plus. Ngoài ra thì iPhone 6 Plus thật ra cũng có một điểm cộng rất lớn, đó chính là sự nâng cấp về chất liệu nhôm, giải quyết truyền thuyết bẻ cong mà chúng ta vẫn thường gặp phải trên các đời iPhone. Tóm lại thì hai chiếc siêu phẩm này đều sở hữu thiết kế đẹp và sang trọng nhất hiện nay, nhưng mà vẫn tồn tại những cái nhược điểm riêng. Nhưng có vẻ nếu trừ nhược điểm về mặt lưng bám vân tay và tổng hợp lại điểm cộng trừ các kiểu, thì thiết kế của Note 5 sẽ có phần nhỉnh hơn so với iPhone 6 Plus không có nhiều thay đổi. Dù vậy thì màu vàng hồng của 6 Plus chắc chắn vẫn là một điểm lạ để thu hút người dùng. Nói về các tính năng đặc biệt thì Note 5 có thêm chiếc bút S Pen đặc trưng của dòng Note, với nhiều cải tiến lại còn có thể viết ngay khi màn hình đang tắt, hỗ trợ tối đa cho công việc của người dùng. Trong khi đó thì thế hệ iPhone mới được hỗ trợ tính năng 3D Touch, nhận diện lực để đưa ra những cái phản hồi phù hợp, cũng sẽ mang đến những trải nghiệm tốt hơn, tiện lợi hơn cho chúng ta, có thể nói là mỗi người một vẻ. Về phần cảm biến vân tay thì cả hai đều rất là nhanh nhạy với cơ chế một chạm. Nhưng mà sau hàng loạt bài test về cảm biến vân tay thì cho thấy là thế hệ iPhone mới sẽ có phần nhạy hơn so với đại diện của Samsung. Tiếp theo thì hãy nói đến màn hình của hai chiếc máy này. Note 5 sở hữu màn hình Super AMOLED 5.7 inch với độ phân giải 2K. Trong khi đó thì iPhone 6 Plus sở hữu màn hình Retina 5.5 inch với độ phân giải Full HD. Có thể thấy là màn hình của iPhone 6 Plus có phần kém cạnh so với Galaxy Note 5. Về đặc trưng thì tấm nền AMOLED sẽ cho màu sắc rực rỡ hơn bình thường và nịnh mắt, còn tấm nền IPS sẽ cho hiển thị đúng với thực tế hơn. Thế nhưng mà trong thực tế sử dụng thì cả hai thiết bị này đều mang đến những trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời, sắc nét đến từng chi tiết và chúng ta khó có thể phân biệt sự khác biệt bằng mắt thường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một phần quan trọng không kém, đó chính là hiệu năng. Về mặt thông số thì nghe sơ qua có vẻ như là Note 5 vượt trội hơn với việc sử dụng con chip Exynos 7420 độc quyền của Samsung và RAM 4GB. Trong khi đó thì iPhone 6 Plus sử dụng con chip Apple A9 độc quyền và RAM chỉ có 2GB, mặc dù đã được nâng cấp lên so với người tiền nhiệm. Còn trong thực tế, qua hàng loạt các bài test về hiệu năng thì đến thời điểm này đây, iPhone 6 Plus được xem là chiếc smartphone mạnh mẽ nhất, tức là vượt trội hoàn toàn so với Galaxy Note 5. Cả hai chiếc máy này đều là những chiếc smartphone mạnh mẽ nhất
nhất trên thị trường và đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng. Nhưng rõ ràng lần này đại diện nhà táo đã giành chiến thắng trong cuộc đua hiệu năng. Dù rất khó để so sánh bởi sự khác biệt về chip, hệ điều hành và thậm chí là một số ý kiến cho rằng sẽ có những ứng dụng được tối ưu cho iOS hơn, nhưng mà chúng ta vẫn phải chấp nhận một điều rằng trong sử dụng, đại diện nhà táo sẽ đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm hơn. Nói về camera thì một lần nữa Note 5 chưa gì đã vượt trội hơn về mặt thông số với 16 megapixel ở phía sau và khẩu độ f/1.9. Trong khi đó iPhone 6s Plus dù đã chịu nâng cấp về camera nhưng vẫn thua thiệt với 12 megapixel ở phía sau và khẩu độ f/2.2. Thế nhưng mà đây cũng là điểm làm cho iPhone mừng rơi nước mắt khi mà ngày từng ngày nhìn các thiết bị Android tăng số chấm. Về giao diện chụp ảnh thì iPhone vẫn thiên về sự đơn giản và người dùng không cần tinh chỉnh nhiều, nhưng mà lần này đã có thêm quay phim 4K để đuổi kịp các đối thủ. Trong khi đó thì đại diện Samsung mang đến khá là nhiều chế độ chụp ảnh thú vị, đi kèm đó là tính năng Quick Camera tiện dụng với việc chỉ cần bấm 2 lần vào nút Home thì chúng ta đã có thể kích hoạt nhanh camera. Xét về chất lượng ảnh chụp trong thực tế, đúng như thông số, Note 5 quả thật đã vượt trội hơn so với iPhone 6s Plus. Hơn nữa, màu bị lợp và quá nịnh mắt như trước đây cũng không xảy ra. Trong nhiều điều kiện chụp khác nhau thì Galaxy Note 5 đều có độ chi tiết cao hơn so với iPhone 6s Plus. Trong điều kiện ánh sáng tốt, chúng ta sẽ không thấy nhiều sự chênh lệch giữa hai chiếc máy. Thế nhưng mà khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, Note 5 thể hiện khả năng thu sáng tốt hơn và hình ảnh lấy được nhiều chi tiết hơn. Tóm lại về camera sao, cả hai chiếc máy đều là những smartphone chụp ảnh tốt, nhưng mà lần này iPhone chắc phải ngậm ngùi thừa nhận rằng Note 5 đã vượt trội hơn. Về camera trước, lần này iPhone đã đuổi kịp Note 5 về thông số với 5 megapixel. Còn khi chụp ảnh thì trong khi chiếc 6s Plus cho ra hình ảnh tự sướng rõ nét, chân thực thì Note 5 dù tắt chế độ làm đẹp vẫn cứ trắng mịn hơn so với thực tế. Kết quả đúc kết lại là hãy dùng camera trước của iPhone khi bạn đủ tự tin về nhan sắc của mình. Wow, bây giờ chúng ta chỉ còn một vấn đề cuối cùng nữa thôi, đó là pin của hai chiếc máy này. iPhone 6s Plus dù sở hữu dung lượng pin thấp hơn so với Galaxy Note 5 và thậm chí là thấp hơn cả người tiền nhiệm của mình, với viên pin chỉ có 2750 mAh, trong khi đó thì Note 5 là 3000 mAh. Nhưng mà thời lượng pin mà 6s Plus mang đến lại không hề thua kém Galaxy Note 5. Trong bài test từ Phone Arena, thời gian hoạt động liên tục của 6s Plus bất ngờ ngang bằng hoàn toàn với Note 5 với thời gian là 9 giờ 11 phút. Có lẽ là do Note 5 đang phải gánh chiếc màn hình độ phân giải 2K chăng. Dù vậy thì chiếc Galaxy Note 5 cũng ăn điểm ở một khía cạnh khác, đó chính là việc hỗ trợ công nghệ sạc nhanh và cả sạc không dây. Như vậy thì mình vừa hoàn thành xong bài so sánh giữa hai chiếc siêu phẩm hàng đầu là iPhone 6s Plus và Galaxy Note 5. Với những đặc điểm như trên thì nếu là các bạn sẽ lựa chọn chiếc smartphone nào? Nếu như đang cần tìm kiếm một chiếc điện thoại làm máy tính bảng, đừng quên để lại ý kiến của mình bằng những comment chia sẻ bên dưới nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.